Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, việc thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh. Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tại buổi làm việc nêu rõ, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Tuần Giáo đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 với 7 chương trình. Đến nay, huyện đã cụ thể hóa các nghị quyết và chương trình hành động của các cấp, ban hành 12 nghị quyết, 2 kế hoạch, trong đó có 8 nghị quyết chuyên đề. Đặc biệt, sau khi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các kết luận làm việc, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đã xây dựng các kế hoạch khắc phục, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo đề ra. Sau khi làm rõ những kiến nghị và đề xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị huyện Tuần Giáo ngay trong những tháng đầu năm 2022 phải nhanh chóng khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Để đóng góp vào kết quả chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng yêu cầu huyện Tuần Giáo cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như có giải pháp cụ thể đột phá trong phát triển hạ tầng đô thị, thực hiện ra soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện phù hợp với yêu cầu phát triển và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Để triển khai các dự án thu hút đầu tư, các dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Tuần Giáo tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, huy động các nguồn lực để ưu tiên đầu tư cho các bản chưa có điện lưới quốc gia, đảm bảo 100% số bản, số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trước thời điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Triển khai hiệu quả các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chính sách của tỉnh về phát triển cây mắc ca. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn của huyện, xác định và xây dựng lợi ích hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, tham gia cùng chính quyền xã trong định hướng phát triển cây mắc ca. Quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung cụ thể hóa để tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, phù hợp với tình hình địa phương và có tính khả thi cao.